Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero. Mình là Mỹ Uyên. Neymar phong độ đỉnh cao hạ gục Ronaldo Messi mùa giải 2020. Wagner Ribeiro, cố vấn của Neymar, khẳng định tiền đạo người Brazil đã nâng tầm ở PSG và sẽ không trở về Barca mùa hè năm nay. Chia sẻ với Veza, Ribeiro cho biết, về mặt kỹ thuật cũng như thể chất, Neymar lúc này đã vượt trội hơn với Messi và Ronaldo. Cậu ấy xứng đáng với quả bóng vàng. Giải thưởng sẽ là sự cạnh tranh giữa Neymar, Kylian Mbappe và Robert Lewandowski. Neymar đang sống ở kinh đô ánh sáng, nơi mọi người đều muốn đi dạo, thưởng thức ẩm thực Pháp, có một ngôi nhà xinh đẹp với bạn bè và gia đình cạnh bên. Cậu ấy cũng đang chơi cho một trong những câu lạc bộ hay nhất thế giới, nơi có mọi thứ mình cần và muốn. Lý do nào khiến Neymar rời PSG vào lúc này? Ông nói thêm. Cùng khám phá video Neymar phong độ đỉnh cao hạ gục Ronaldo Messi mùa giải 2020 nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ ghé shop Mr. Zero được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Ngày 3 tháng 8 năm 2017, trong phòng họp báo tại công viên các hoàng tử, Chủ tịch Al-Khelaifi tuyên bố: "Chúng tôi chào đón cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Tham vọng của chúng tôi là vô địch Champions League. Đó luôn là mục tiêu lớn nhất của PSG." 3 năm sau ngày ra mắt bản hợp đồng 222 triệu euro, Paris Saint-Germain mới hưởng trái ngọt khi đội bóng thủ đô nước Pháp lần đầu bước vào chung kết Champions League trên đôi cánh của Neymar. 7 năm trôi qua từ khi Neymar rời Brazil đến châu Âu để nuôi hy vọng trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Lần gần nhất Neymar tiến sát tới giấc mơ quả bóng vàng là năm 2015, khi anh về đất thứ ba sau Messi và Ronaldo. Từ đó đến nay, phong độ trên sân cỏ của Neymar tỷ lệ nghịch với những ồn ào bên ngoài sân cỏ. Phải đến mùa giải 2019-2020 này, người ta mới lại thấy một Neymar chơi hay và nghiêm túc như vậy. Hãy cùng nhìn lại phong độ đỉnh cao của anh trong mùa giải này. Mùa hè 2017, khi Neymar chấp nhận tới PSG để làm số 1 để thoát khỏi cái bóng của Messi tại Barcelona, anh từng bị chế giễu vì vụ chuyển nhượng sặc mùi tiền bạc, vì lựa chọn giải đấu ít cạnh tranh nhất trong top 5 giải vô địch hàng đầu. Anh cũng không còn được xem là người có thể kế vị Lionel Messi và Cristiano Ronaldo như trước. Tuy nhiên, qua mùa giải này, tiền đạo người Brazil chứng minh cho người ta thấy anh vẫn có thể trở thành ngôi sao hay nhất thế giới. Từ ngôi sao bị gắn mác hư hỏng và thiếu nghiêm túc, Neymar có bước biến chuyển lớn ở mùa này. Không chỉ chuyên nghiệp và khiêm tốn nơi hậu trường, trên sân cỏ, người ta thấy Neymar trở thành cầu thủ hoàn toàn khác. Mùa giải 2019-2020 bắt đầu theo cách chẳng dễ dàng với Neymar. Anh dính hai chấn thương nghiêm trọng, bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải cùng Paris Saint-Germain, bị chính cổ động viên nhà la ó sau mùa hè ồn ào với thông tin muốn đến Barca. Sau tất cả, Neymar để sự chuyên nghiệp và tài năng bóng đá lên tiếng. Ngay khi vừa trở lại sau chấn thương vào tháng 9, Neymar bắt đầu chuỗi phong độ hủy diệt như một động thái cho thấy mình đã sẵn sàng bước vào giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp. Anh lập siêu phẩm giúp Paris Saint-Germain có trọn 3 điểm trước Strasbourg ở vòng 5 Ligue 1. Trong ngày, các khán đài sân PSG treo băng rôn chửi bới anh là đồ con hoang. Anh liên tục ghi bàn trong các trận đấu sau đó và ví cổ động viên Paris Saint-Germain như người yêu dù bản thân bị họ nhục mạ. Tiền đạo người Brazil tham gia hỗ trợ phòng ngự, tắt bóng nhiệt tình, điều hiếm khi người ta thấy trước đây. Trong trận Paris Saint-Germain gặp Galatasaray ở Champions League hồi giữa tháng 12, ngoài một bàn thắng và hai pha kiến tạo, Neymar thực hiện tới 3 cú tắt bóng thành công.
Đó là trận đấu mà Paris Saint-Germain vùi dập đối thủ từ Thổ Nhĩ Kỳ tới 5-0 trên sân nhà. Cuối trận, tiền đạo sinh năm 1992 nhường quyền đá penalty cho Edinson Cavani như món quà của tình đồng đội. Đến cuối tháng 1 năm 2020, Neymar đã ghi 15 bàn và có 9 kiến tạo cho PSG sau 17 lần ra sân. Đây là hiệu suất ghi bàn và kiến tạo tốt nhất của Neymar từ khi đến PSG chơi bóng. Neymar với kỹ thuật bậc thầy có thể một mình kéo Paris Saint-Germain lên ngang tầm các đội bóng hàng đầu châu Âu. Chỉ cần anh giữ bóng, đối phương sẽ mất 2 đến 3 cầu thủ theo kèm, còn đồng đội nhìn thấy những không gian thuận lợi. Một cầu thủ xuất chúng biết cách tạo ra khác biệt. Trước Atalanta, Marquinhos gỡ hòa vào phút 90 từ đường căng ngang dọn cổ của Neymar, người có một pha hãm bóng ở đẳng cấp rất cao. Còn trước Leipzig, trí tưởng tượng và nhạy cảm tinh tế giúp Neymar có pha đánh gót ngẫu hứng cho Di Maria, nâng tỷ số lên 2-0, qua đó hạ gục tinh thần của đội bóng Đức. Tại vòng chung kết diễn ra ở Lisbon, Neymar chính là cầu thủ rê bóng tốt nhất với 15,5 lần mỗi trận. Cầu thủ người Brazil có 37 đường chuyền thành công tại 30m cuối cùng. Neymar cũng có 6 đường chuyền giúp đồng đội dứt điểm, đứng thứ hai sau Joshua Kimmich của Bayern. Ngoài ra tung tổng cộng 10 pha dứt điểm, ngang với Robert Lewandowski của Bayern và cao hơn các cầu thủ còn lại. Những thống kê lột tả có thể cho thấy sự hiệu quả của cầu thủ người Brazil. Từ lâu anh luôn được kỳ vọng sẽ vươn đến tầm cỡ huyền thoại sống như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Những chiếc cúp vô địch quốc gia Pháp và League One đương nhiên không thể giúp Neymar làm được điều này. Song Champions League thì lại khác. Giải đấu số 1 châu Âu năm nay đã trở nên ý nghĩa hơn bội phần với tiền đạo người Brazil. Việc để mất chức vô địch Champions League trước Bayern mùa này thực sự là một điều đáng tiếc cho cả Paris Saint-Germain lẫn Neymar. Song với sự tỏa sáng của anh khi cùng Paris Saint-Germain đi tới chung kết, có thể thấy hành trình trở thành ngôi sao hay nhất thế giới bóng đá của Neymar chỉ mới bắt đầu. Ai chẳng có những sai lầm và một thời tuổi trẻ sốc nổi, Neymar không phải ngoại lệ. Điều quan trọng là cầu thủ người Brazil có thể vượt qua để trưởng thành hơn và giờ là lúc anh chứng tỏ mình có thể trở thành ngôi sao lớn như kỳ vọng. Làm tốt điều đó, biết đâu chặng đường đến ngai vàng bóng đá thế giới mùa sau của Neymar sẽ gần hơn bao giờ hết. Oh, 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 oh
Vừa rồi là những hình ảnh của ngôi sao người Brazil Neymar trong mùa giải 2019-2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!